Vâng, vào ngày thứ sáu đi bộ cùng Rick Rams đã quay trở lại Mùa 7 này thì Negan đánh cho mọi người tơi tả Rick 6 mùa đầu trông cứng cứng thế thôi Đến mùa này bị bánh cho bay hết hai gión Phải tìm đến hai cộng đồng khác để chống lại Negan Hôm trước thì chúng ta đang dừng lại ở phiên xét xử của Negan Và kẻ bị bổ dưa hấu là Abraham Daryl thấy thế, thế xông đến định trả thù nhưng bị Xavier vô lấy đè xuống Thế là Negan liền tính thêm cho nhóm của Rick một tội nữa Mà thêm tội thì phải thêm người chịu phạt Và đấy là Glenn, The Natural Glenn Bố Negan này cũng chính trị phết Biết là nhóm Rick kiểu đoàn kết nên là chơi theo kiểu mày làm sai thì tao gõ vào đầu bạn mày nhưng mà rick vẫn bướng cơ vẫn to mồm bảo là một ngày nào đó tao sẽ xử mày ông lại to mồm về sau có cơ hội ông có xử đếch đâu negan nghe xong lại liền lấy con diều của rick rồi lôi anh lên con xe rv đặt diều lên mặt bàn rồi bảo là đấy là cơ hội cho rick báo thù nhưng mà đấy chỉ là cái bẫy để cho rick hiểu là ở đây ai là bố tại vì negan có súng hắn lái xe chở rick đến khi trời tờ mờ sáng rồi dừng lại giữa bầy zombie negan vứt chiếc diều gỗ lên trần xe rồi bắt rick ra ngoài là mang về một cái diều bạc một cái diều vàng rick vật lộn giữa đồng zombie ở ngoài rồi chật vật trèo lên được trần xe anh nhận ra là nơi đang đứng là một con đường bọn vỉa chặn lại hôm trước. Lúc đấy thì anh vẫn coi bọn này là ngang cái rẻ rách, nhưng mà giờ cái rẻ rách đang dí đầy mồm anh. Cái vụ nhặt dìu là ví dụ cho việc Rick sau này sẽ phải làm là phục tùng và kiếm vật tư cho Negan. Xong xuôi thì Negan đưa Rick quay về vì nghĩ là đã khuất phục rồi, nhưng mà ánh mắt của Rick thì vẫn còn cháy như là vé concert Blackpink. Thế là Negan lại triển thêm chiêu, ra lệnh chĩa súng vào cả nhóm rồi bắt Rick chặt tay kho hoặc là những người còn lại sẽ chết. Thì lúc này Rick cậy luôn, thổi bong bóng bằng mũi luôn, cầu xin Negan tha cho. Xong rồi cool car lại còn hào hán ấy, bảo Rick đã Cố cứ chặt đi may là Negan chỉ dọa đấy nhưng mà cũng đã thành công bẻ cong Rick Cái phết Dero thì bị túm lấy làm con tin xong rồi ở té nhóm của Rick suy sụp một lúc xong rồi Maggie đứng dậy nhất quyết tự tìm đến Hilltop để cho Rick quay lại Alexandria chuẩn bị cống phẩm Sasha sẽ đi cùng cô nhưng mà Rick quyết định cả nhóm sẽ đưa Glenn và Abraham về nơi chôn cất cập nhật một tí tình hình của Carol thì cô và Morgan được một cộng đồng mới cứu họ tự gọi nơi này là Kingdom kẻ đứng đầu là đức vua Ezekiel nuôi một con hổ cái Carol nhìn phát là thấy chỗ này như gánh xiếc và bảo luôn là Morgan là cô sẽ rời đi khi khỏe mạnh Morgan thì tham gia và đội đi săn của vương quốc và được nhà vua chú ý bởi khả năng dùng gậy thế là nhà vua nhờ morgan dạy bảo cho một thằng bé trong đội tìm kiếm tên là benjamin mà những người tên là ben trong phim thì thường chết thằng bé này sau này quan trọng với quá trình phát triển của morgan phết carol lúc này cũng hơi muốn ở lại cộng đồng này nên là giả vờ thân thiện làm quen mọi người rồi lén lấy một số đồ dùng lúc này đức vua tìm đến morgan và benjamin dẫn họ đến làm bảo vệ cho một vụ trao đổi đúng hơn là cống nạp cho lũ Xavier hóa ra là Kingdom thì cũng bị đá mày nô dịch nhưng mà không phải người nào của kinh đầm cũng khuất phục ví dụ như là richard nhưng mà chủ trương của đức vua là làm người hèn nên là lúc nào cũng nhận phần thiệt đến giờ ăn thì benjamin kể cho morgan là đức vua chọn hèn vì sợ mất quân số một lúc sau thì morgan đi đưa cơm thì phát hiện ra là carol đã bỏ đi nhưng mà carol mới mò đến vườn cây thì đã bị đức vua bắt gặp ông chứng tỏ cho carol là bản thân không phải chó đùa tất cả những gì ông làm là để cho mọi người có cảm giác an toàn một vị vua chiến thắng được hổ cái thì nhất định là người đàn ông mạnh mẽ nhất cho dù vị vua đấy thực chất là nhân viên sở thú sự tử tế của ezekiel đã cảm hóa được carol nên là cô không bỏ đi nữa mà chỉ chuyển đến một căn nhà độc lập với kingdom và tận hưởng cuộc sống cô đơn nhưng mà nhẹ nhõm Daryl thì có cuộc sống trái ngược hoàn toàn bị giam giữ tại bản danh của lũ Xavier hàng ngày phải nghe tuyển tập nhạc người mẫu hot girl các thứ cái này cũng tra tấn phết đấy tiếc là Daryl không được nghe qua tai nghe One Audio F2 của DJ thì sẽ không còn là tra tấn nữa tại vì chiếc tai nghe này có chất âm hay chuẩn DJ nhịp bay sống động với mảng loa 10 mm đã thế lại còn xinh xẻo với thiết kế họa tiết hình đĩa than pin lên đến 40 tiếng sạc một lần đủ nghe cả tuần hàng chính hãng bảo hành 12 tháng mà giá chỉ có 590 k anh em mà lướt xuống dưới bấm vào đường link ở phần mô tả thì còn được giảm giá thêm nữa chờ cái gì nữa mà không lượn ngay qua đồ chơi công nghệ Seven để tậu còn tai nghe ngon chết này. đấy là cái chiêu trò tra tấn của Doi để bẻ gãy ý chí của Daryl biến anh thành chó săn của Negan. Daryl lại còn gặp được lại cô gái sống sót cùng Doi trước kia là Cherry chính là vợ cũ của Doi đấy chứ. Nhưng mà giờ là vợ của Negan rồi buồn chưa? Cherry thì vẫn nhớ ơn của Daryl và khuyên anh là đừng phản kháng nữa, tại vì Negan rất là thích Daryl. Giờ chỉ cần anh thuần phục là có chăn ấm đệm êm ngay. Còn không thì phải đi xây hàng rào zombie cho căn cứ. Doi cũng từng phải đưa ra một lựa chọn như thế. Hắn đã đầu hàng sau khi mà bị Negan đập bể hai hòn đáy. Cherry lúc đó thì mới đồng ý làm vợ Negan để cứu mạng đoai từ đấy thì đoai trở thành chó săn cho Xavier chuyên làm nhiệm vụ săn lùng kẻ chạy trốn trong khi đoai ra ngoài thì một tên khác đến đưa đồ ăn cho Daryl không biết vô tình hay là cố ý đã không khóa cửa lại thế là Dero tìm cách lẻn ra ngoài anh bị Cherry phát hiện và khuyên là quay đầu là bờ bởi vì đi tiếp thì chính là cái bẫy của Negan tên này lại chơi trò tâm lý khiến cho Daryl phải cảm thấy là Negan chính là bàn tay phật tổ chạy đấu không thoát được Daryl bị ném về ngục sau một trận đòn roi và Cherry lại tìm đến anh bảo là mị hối hận với quyết định gả vào nhà thống lý lắm rồi Dwight trong khi truy bắt kẻ chạy trốn vốn là người bạn cũ thì đã giải thoát người bạn thay vì ép quay về Xavier nhận tội. Tóm lại là hai anh chị này bất mãn với Negan nên là sau này chọn phản bội hắn. Ngày hôm sau thì Negan lại muốn gặp Daryl để làm một series tất tật về chuyện đời của Dwight để thuyết phục Daryl gia nhập vào Xavier. Nhưng mà Daryl nhất quyết là trung thành với Rick và chọn quay về nhà tù. Nhưng mà về sau thì Daryl vẫn nhận ra là Dwight là người tốt chỉ bị là dòng đời số đẩy thôi. Giờ thì quay lại chuyện ở Alexandria. Sau chuyện hôm đấy thì ai cũng nén cục tức trong lòng. Michonne thì lén mang một khẩu súng ngắm ra ngoài xả shot lên bọn zombie vừa luyện tay chuẩn bị cho tương lai. Rosita và Spencer thì muốn ra ngoài tìm đồ nhưng mà Negan đã đến sớm hơn nhiều cái hạn một tuần hắn nói mang theo cả Daryl để nhắc nhở Rick hãy ngoan ngoãn lũ Xavier tràn vào trong để cướp đồ Dwight thì bắt Rosita đi tìm chiếc xe của Daryl cho hắn và cô buộc phải nghe theo Negan thì bắt Rick đưa hắn đi dạo xung quanh tên này muốn đi tìm Maggie để sung thêm vào dàn harem ở nhà Rick thì đang chưa biết nói dối như nào thì Gabriel xuất hiện và dẫn mọi người ra mấy cái mộ trống sau vườn rồi lừa Negan là Maggie đã tuận táng theo chồng rồi Daro tưởng thật nên là hối hận đó cả mắt thực là Glenn chết lại tại vì ông mà lúc này thì Carl cố gắng cản bọn xây mang hết thuốc đi nhưng mà giờ thì Negan làm bố nên là muốn hay không thì cũng phải sống hèn mà chính từ cái vụ này mà Negan quyết định tịch thu hết súng chặt hết cái tư tưởng phản loạn của Rick đi bù lại thì hắn sẽ không lấy thức ăn nữa Rosita và Spencer lúc này đã tìm được xe của Daryl thậm chí là kiếm được một khẩu súng từ bọn zombie gần đấy trong khi đó ở nhà thì Negan phát hiện ra là kho súng bị thiếu so với ghi chép thế là Negan bắt tìm lại bằng đủ hoặc là thủ khố Olivia sẽ chết nói chung đấy là kiểu bắt nạt Rick thôi chứ còn mất đâu sao biết cơ mà Rick vẫn phải họp xóm lại để tìm ra hai khẩu súng người dân Alexandria thì không biết sự đáng sợ của Negan nên là ý kiến các thứ nhưng mà Rick thì biết và anh rất rén Rick phải đi lục soát từng nhà và phát hiện ra là Spencer đã giấu chúng thế là mọi chuyện được giải quyết êm đẹp đám cV thỏa mãn rời đi nhưng mà Rick lại tình cờ thấy Mission nấp gần đấy nhưng mà lần này rén rồi đến mức là phải chạy ra lấy ngay cây súng tiểm mà Mission đang cầm thế là xong lần công nạp đầu tiên Rick lúc này quay lại chỉ Spencer vì lén giấu súng và nhu yếu phẩm xong thằng này bắt đầu có ý định là phản phản trong đầu giờ thì cả bọn còn mỗi cái súng của Rosita mới nhặt được và chả có viên đạn nào Mission lúc này mới đến để trách thái độ sống hèn của Rick nhưng mà Rick bảo là phải làm thế để bảo vệ con anh mà con của trên <laughs> giờ thì đến hilltop maggie và đứa bé đã an toàn abraham và glenn mồ yên mả đẹp glenn thì để lại cái đồng hồ của herschel còn abraham thì còn đúng cái nhịp. giờ thì maggie và Sasha chỉ biết dựa vào nhau thôi cả hai tính ở lại hilltop để có dịch vụ chăm sóc bà bầu tốt hơn jesus thì ok ủng hộ lắm nhưng mà gregory thì dựng hết cả ba sợi lông đầu lên đòi đuổi cả hai đi để tránh bị liên lụy Sasha mới bảo là jesus đi đàm phán với gregory là cô sẽ bán sức lao động để mua hộ khẩu ở hilltop jesus đồng ý giúp đỡ và đưa cho Sasha chiếc dây chuyền của abraham bỏ lại với tội đấy là minh chứng của tình yêu của rosita <laughs> lúc này thì Rick phải năn nỉ đến kho ra ngoài tìm đồ cùng cho đông người nhưng mà nó bỏ không tại vì đang bất mãn vì Rick hèn. Nhưng một lúc sau thấy Init đó đi bộ đến Hilltop thì lại em ở đâu em video lên đón. Đêm hôm đó thì Hilltop bị tấn công, cổng chính mở toang mà không có ai canh gác. Một chiếc xe bị kẹt còi kêu ầm ĩ dụ zombie đến. Sasha và Jesus chạy đi xử lý đám zombie. Maggie thì dùng xe máy cày nghiền nát chiếc ô tô kia ngăn chặn thảm họa đến với Hilltop. Sáng hôm sau Jesus ép Gregory để hai cô gái ở lại, nhất là khi mà họ vừa cứu sống cả đám ngày hôm qua. Nhưng mà Gregory nhất quyết là không đúng lúc đấy thì người của Xavier đến ông ta mới bảo là Jesus giấu hai người Mackie và tủ quần áo thế cầm đầu Simon đến để điều tra xem là hưu top có dính dáng gì đến Alexandria không mà cái vụ tấn công hôm qua thì chính là tác phẩm của cái đội này Gregory định phản bội mà giao ra hai cô gái nhưng mà tủ quần áo lại chấm không khiến ông này phải lấp liếm mọi chuyện bằng một thùng rượu Carl và Init thì đến Hilltop top đúng lúc lũ Xavier chuẩn bị đi về thế là Carl đi theo để báo thù nhưng bị Init hôn cho cái để ngăn lại nhưng mà cũng không cản được khó đâu lúc này thì Maggie và Sasha đã an toàn và Jesus cứng rắn bắt Gregory để họ ở lại nhìn theo đám Xavier rời đi Sasha nhờ Jesus bám theo để tìm theo hang ổ sau đấy thì Maggie Sasha gặp được Enid còn Jesus thì gặp được Carl trên xe hàng của Xavier tình tiết tiếp theo như nào thì đạo diễn bảo là giờ là đất diễn của Tara cô này bị trôi giạt vào bờ biển rồi được cô bé này cứu thế thì chuyện gì đã xảy ra Tara và Heath phụ trách đi thật xa để kiếm đồ và họ tìm đến một cây cầu và giống như từng có một nhóm người nào ở đó giữa cầu thì một đụn cát bị chặn lại khi mà Tara cố gắng lôi một cái túi ra thì đống cát chảy xuống lộ ra một đống zombie bị chôn vùi cô bị kéo chân ở lại còn hít thì thoát ra được nhưng mà anh chọn ở lại để cứu Tara cơ mà cô này bị đám zombie dồn ngã xuống dưới thế là Tara mới trôi giặt về đây và được cứu cô bé này là Cindy đem Tara giấu ở bờ biển tí nữa thì sẽ biết tại sao mà không đem về chạy để cứu Tara thì tỉnh lại và lén đi theo cô bé để thăm dò chạy mà chả hiểu cái chạy cái canh gác kiểu gì mà Tara chui được hẳn vào trong đứng như này mà không ai nhìn thấy Tara còn nhìn thấy cả cái kho súng luôn rồi mới bị phát hiện cô hạ gục một nhưng mà không hạ gục được một đống thế là bị còng lại và bị Natania thủ lĩnh nơi này tra hỏi mục đích xâm nhập cộng đồng là gì Chara bịa ra câu chuyện để giấu đi Alexandria nhưng mà bị phát hiện nhưng mà cũng nhận định là Chara là người tốt nên, nên thôi tha chứ còn bình thường luật của nơi này là giết tất cả những kẻ xâm nhập tối hôm đấy thì Chara được mời đến bữa tối của nhà Natania và gặp lại cô bé Cindy vì cô là cháu gái thủ lĩnh Natania có ý mời cô gia nhập thậm chí là cho cả Hit gia nhập nếu cần Chara mới thắc mắc là ớt cộng đồng này không phải là nữ nhi quốc à sự thật thì hội này đã bị lũ Xavier, giết hết đàn ông ở trại cũ sau mới trốn đến đây ở một chỗ gọi là Ocean Side. đấy cũng là lý do mà họ giết tất cả những người xâm nhập để che giấu nơi này đi. Tara quyết định nói ra Alexandria và từ chối gia nhập. Natalia liền quyết định cho người dẫn cô đến cây cầu để quay về. nhưng mà bà này có thực sự tốt đến thế không? không, đấy chỉ là kế hoạch để khử Tara trong im lặng thôi. may là có Cindy xuất hiện giải cứu. Cindy hứa thả cô đi với điều kiện là không được kể cho ai về Ocean Side. cô bé đã thực sự giúp Tara đi đến cây cầu và vượt qua đám zombie ở trên đấy. phía bên kia đường thì có dấu vết bánh xe, chắc là Hit đã sống sót chạy đi. thế là Tara vui vẻ quốc bộ về nhà thậm chí còn mang cả quà về cho Dennis nhưng mà thứ chờ đợi cô là cả một tỷ tin buồn Rosita tìm đến Chara để hỏi xem là có nơi nào tìm được vũ khí không nhưng mà lúc này thì Chara quyết định giấu thông tin về Ocean Side như đã hứa lúc này thì Jesus và Carl đến ở trụ sở của Xavier Carl lừa Jesus nhảy xuống trước vì là muốn đi hẳn vào trong lòng địch để làm một lần tấn công trực diện vào trụ sở rất là siêu anh hùng nhưng mà rất tiếc đây không phải là DC hay là Marvel cơ mà Negan đón tiếp Carl khá là tử tế đưa thằng bé đi tham quan xung quanh Flex dàn harem Flex cuộc sống xa hoa Negan khá là khoái tại vì thằng cu ấy dũng cảm nhưng mà vì cái việc giết người thì phải trả giá đầu tiên là phải bỏ cái bịt mắt ra rồi dí cho thằng bé phải xấu hổ phát khóc thế trẻ con khóc thế là Negan tổ hình phạt là bắt nó phải hát một bài cho cây gậy bóng chảy nghe sau đó thì Negan đưa thằng bé đến dự một buổi trừng phạt bất kể kẻ nào phạm lỗi trong Xavier thì đều bị dí sắt nung lên mặt rồi để bác sĩ đến cứu chữa chứ không cho chết trong lúc này thì Rosita đưa Eugene đến nhà xưởng để thuyết phục anh là một viên đạn thay vì cùng nhau tìm cách lật đổ bọn Xavier thì cô này cứ khăng khăng là tìm cách giết Negan rồi nó lý lẽ bắt người khác phải giúp quả rồi lên đầu ai thì không biết bực phết Cơ mà Eugene cũng đồng ý giúp luôn. Lúc này thì Negan quyết định đưa Karl về Alexandria. Daryl liền đi ra cảnh báo hắn là không được làm gì Karl nhưng mà Bro là ông thiếu nhân quyền ở đây, thế là lại bị ném vào ngục. Đột nhiên có người xuất hiện đưa vào một mảnh giấy bảo là anh hãy trốn đi ngay. Lúc này thì Michonne cũng bắt được một tên c và ép đưa về căn cứ. Nhưng mà Negan giờ đã ở nhà của Olivia và quyết định ở lại để chờ Rick về. Trong lúc đấy thì Rick và Aaron đi tìm được một chỗ để lút nó là một con thuyền nằm giữa hồ đầy zombie Rosita thì cũng đã có một viên đạn trong tay và quay trở về Alexandria và chuẩn bị cho một loạt chuyện sắp xảy ra tổng hợp tình hình thì Maggie đã sống yên ổn ở Hilltop và làm Gregory khó chịu tại vì cô có xu hướng tức quyền lãnh đạo của hắn Negan thì ở Alexandria trông con và nấu ăn cho Rick Rick và Aaron thì đang bơi thuyền ra lấy đồ sau một hồi vất vả thì cũng đến nơi Aaron mở hòm và phát hiện ra một cái tờ giấy chửi bới nhưng mà không sao đồ nhiều là được hai người đợi cho thuyền giặt vào bờ rồi vác đồ lên xe mang về cả hai không hề biết là bản thân đang bị theo dõi Carol thì vẫn vẫn thành thơi ở Kingdom không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà Richard tìm đến cô và Morgan nhờ cả hai thuyết phục đức vua đứng lên chống lại Xavier nhưng mà Carol chả quan tâm Morgan thì cũng chả muốn hại ai thế là Richard lại bực bội đi về Carol cũng bảo là Morgan này đừng cho ai biết cổ đây nữa Daryl thì đang trong quá trình tẩu thoát và trốn đúng vào phòng của Joy nạp thức ăn đồ uống tìm lấy trong phòng rồi tìm đường chạy ra chỗ để xe đúng lúc đấy thì Di xuất xuất hiện và cả hai thành công trốn được Michonne thì vẫn đang trên đường đến ổ của Xavier đúng rồi thằng muốn đi ra thằng còn lại muốn dí vào nhưng mà được dắt đến một chỗ đầy quân của Negan thì Michonne lại quyết đoán quay đầu chó lành Rosita thì tìm đến Gabriel để xin lời khuyên cô muốn xông đi tìm Negan ngay và luôn nhưng mà Gabriel bảo là chờ đã lúc này thì Spencer đang tỉa tót lại mặt mũi và cầm chai rượu đến làm quen với Negan Rick lúc này thì cũng đã về đến Alexandria nhưng bị chặn lại ngoài cổng để cống đồ chúng phát hiện ra tờ nốt và tưởng là Iron chửi bọn này thế là Iron bị đánh vô cớ trong sự bất lực của Rick trong lúc đó thì Spencer cố bội đít Negan vừa chơi bia lỗ vừa thủ thủy Negan khử Rick để cho hắn lên làm thủ lĩnh thế là Negan chém cho phát ngang bụng vì tội hèn trong phút giây đấy thì Rosita quyết định rút súng nhưng mà lại bắn trúng cái gậy bóng chảy và Negan ngay lập tức nhận ra viên đạn là tự chế ép Rosita khai ra kẻ đã làm cô không chịu nói thế là Negan quyết định trừng phạt Olivia đến khi Rick tới thì đã quá muộn từ thằng con cả gan lẻn vào ham ổ để ám sát đến hành động vừa rồi của Rosita thì bây giờ Rick chui ít như nào đây người giải quyết vấn đề lại là Eugene khi mà anh nhận là chính là người làm ra cái đạn tóm lại là Negan túm được mỏ vàng rồi nên là dọa, dọa Rick tí thôi xong bỏ đi cơ mà sự việc hôm nay đã khiến Rick nhận ra một điều là nếu mà khuất phục Negan thì họ sẽ không bao giờ an toàn cách mạng thôi thế là hôm sau cả bọn đến Hilltop mừng rỡ gặp lại Maki để bàn kế hoạch chiến đấu Daryl trốn thoát thì cũng đang ở đây thế là đội hình cơ bản là tập hợp đến một đêm thì Gabriel đột nhiên đi đến nhà kho và vơ vét hết đồ ăn lại vào túi sau đó chất hết lên một cái xe rồi bỏ đi liệu có phải phản bội không thì tí biết còn giờ quay về với Hilltop đã Gregory kịch lượt phản đối với việc chiến tranh với Sevilla nhưng mà chả sao cả vì Mark giờ đã trở thành lãnh tụ trong lòng người dân Hill Top. Jesus còn dẫn nhóm của Rick đến Kingdom. Hóa ra là hai cộng đồng này có quen biết nhau. À, cả nhóm gặp lại Morgan ở đây nhưng mà Morgan giấu chuyện của Carol bảo là cô bỏ đi rồi. Tất cả sau đó đến gặp vua Ezekiel thuyết phục ông đứng lên chống lại Sevilla. Morgan lúc này mới biết được tình hình của cả nhóm thời gian vừa qua. Rick thì cực kỳ ủng hộ kế hoạch của Rick, còn Ezekiel thì lại hỏi ý kiến của Morgan và Morgan lại bắt đầu cái bài ca là chúng ta phải có cách khác ngoài đâm chém nhau chứ. Thế là Ezekiel quyết định trả lời vào hôm sau. Tối hôm đó Benjamin cũng tới gặp Đức Vua và khuyên ông là hãy chiến đấu nhưng mà Ezekiel quyết định từ chối tại vì không muốn bất kỳ ai phải hy sinh nữa. Kingdom là nơi hiếm hoi có sự bình yên với Sevier và ông không muốn phá vỡ nó. Ezekiel chỉ giúp đỡ bằng cách là cung cấp chỗ an toàn cho Daryl thôi, tại vì lũ Sevier thì không đến tận đây. Nhóm của Rick đang phải đi về, trừ Daryl sẽ ở lại cho an toàn. Trên đường về họ gặp được một chốt chặn zombie bằng ô tô của Sevier có cả dây thuốc nổ được đặt ngang đường. May là có Rosita biết gỡ bom ngắt được kíp nổ. Thế là cả đám tự dưng có thêm kho thuốc nổ nhưng mà phải gỡ nhanh tại vì đằng xa có một đàn zombie đang đến. Xong xuôi tất cả lại về Vừa về đến Alexandria thì hội Sevilla cũng đến Nhưng mà chỉ đến để tìm Daryl Nhờ đi theo bọn này để tìm mà Rick mới phát hiện ra là nhà kho đã trống rỗng Bọn Sevilla vừa bỏ đi thì cả bọn phải điều tra nhà kho Và lần theo dấu vết của Gabriel để lại Thì tin là Gabriel không phản bội đâu Bằng chứng thuyết phục nhất là ông mục sư đã để lại lời nhắn Dẫn đến cái thuyền mà Rick và Aaron lấy được đồ Rick lần theo dấu vết đến một khu phế liệu Và đột nhiên thì một đống người xuất hiện Tủa ra từ các hướng bao vây cả nhóm Rick thấy thế lại cười như bố đẻ em bé Quay lại với Kingdom, những cuộc trao đổi với Sevilla ngày càng gay gắt hơn. Mà Morgan cũng dần không chịu được cái lũ này nhưng mà Ezekiel vẫn nhịn. Richard mới tìm đến Daryl đưa cho anh một cây nỏ và dẫn đến con xe bí mật để lên đồ. Kế hoạch của Richard là sẽ chặn đánh lũ Xavier rồi dẫn dấu vết về nhà của Carol khiến cho Carol bị lũ này trả thù. Thế là chiến tranh được châm ngòi. Nhưng mà khi Daryl biết kế hoạch nhằm đến Carol thôi bỏ về luôn, thậm chí là đánh nhau để ngăn Richard thực hiện kế hoạch. Trong lúc này thì nhóm của Rick được dẫn đến một bãi rác gặp kẻ cầm đầu là Jadis. Rick yêu cầu gặp Gabriel rồi mới nói chuyện. Jadis đã lẻn đi theo Alexandria từ chỗ con thuyền và Gabriel bắt gặp cô ta lấy đồ trong đêm nên là bị mang theo. Rick dở luôn cái phải tiếp thị là gia nhập liên minh chống Sevier nhưng mà nghe nó đạo lý lý tưởng quá không ai nghe Gabriel thì đánh thẳng luôn tâm lý bọn này là đánh bại lũ Sevier thì được tài nguyên của hắn nhưng mà Jadis muốn luôn cơ có lợi ích luôn thì Gabriel bảo muốn gì thì để Rick đi tìm thế là Jadis bắt Rick dùng tay không đánh bại cái ba con su gai này Rick lợi dụng rác xung quanh để đè con zombie lại và chật vật kết liễu nó Jadis lúc này mới nói ra yêu cầu là rất nhiều vũ khí sau đấy thì giao kèo chia chiến lợi phẩm nhóm nhặt rác trả lại vũ khí cho họ rồi bỏ đi Rick thì cười phớ lỡ vì kiếm được đồng minh mới nhưng mà giờ thì tìm đâu vũ khí cho Jadis bây giờ Rick mới hỏi ý kiến của Chara nhưng mà cô này vẫn giấu Ocean Sai ở Kingdom thì Daryl tìm được Carol đôi này chắc thân nhất cái series này rồi sau khi nghe lý do Carol quy ẩn thì Daryl quyết định giấu hết mọi chuyện để Carol được sống yên ổn luôn nhưng mà với Morgan thì không thế Daryl được ra nhiệm vụ là thuyết phục vua Ezekiel tham chiến còn anh sẽ trở lại Hilltop. quay lại lúc Eugene bị bắt đến Xavier thì anh được đối xử như là binh lính còn Dwight thì bị trừng phạt vì làm sổng mất Daryl và bị tống vào tù Negan cũng báo cho Dwight là Sherry đã bỏ theo dài mà kệ mình Dwight thì lại thể hiện sự trung thành với Negan và nhận nhiệm vụ bắt lại Cherry. Trong lúc đoai chữa trị thì tên bác sĩ làm nhảm, nói xấu Cherry và bị Doai ghim luôn. Sau khi lấy một chút đồ trong phòng thì đoai lên đường đi bắt vợ. Trong lúc này thì Eugene được giới thiệu với chế độ CVR. Người thường sẽ phải làm việc để sinh tồn, thì binh lính được phép lấy tất cả những gì người này tạo ra và chấm điểm họ. Vấn đề của Eugene bây giờ là phải chứng tỏ bản thân xứng đáng với vị trí binh lính. Negan đưa ra đề bài làm sao để bọn xác sống không bị mục rữa. Thế là Eugene bảo là lấy sắt nung đổ lên chúng nó để cố định thân thể và bảo vệ phần đầu. Thế là anh chính thức được công nhận. Thậm chí là Negan còn cử vài con vợ sang nói chuyện chuyện về Eugene cho nó vui Nhưng mà nói chuyện thôi nhá, không sơ múi gì nhá Eugene thì mới rủ bọn này chế tạo thuốc nổ Trong lúc này thì Dwight quay về nhà cũ Anh tìm được bức thư của vợ để lại Cô sợ Dwight sẽ đem mình quay về với Negan nên đã bỏ đi Lời nhắn của vợ khiến Dwight thức tỉnh và biết bản thân là phải chống lại Negan Quay lại với Eugene thì hai cô vợ của Negan lại tìm đến anh Và nhờ chế tạo thuốc độc để cho một cô vợ khác tự tử Eugene thì cũng nhận lời thôi Lúc này thì Dwight quay trở lại và nói dối rằng Sherry đã chết và đổ tội cho tên bác sĩ vì đã nói xấu Sherry. Negan thì chọn tin vào Dwight và xử luôn tên bác sĩ. Eugene thấy màn trừng phạt này thì sợ đãi ra máu và từ chối đưa thuốc để cho mấy con vợ tại vì thừa biết là mấy bà này định đầu độc Negan. Tối hôm đấy Negan sẽ gậy đến tìm và Eugene lập tức thể hiện lòng trung thành với hắn và trở thành một savior. Trong lúc này thì Rick và Mission rong ruổi khắp nơi tìm đồ. Rosita thì ở nhà gây áp lực liên tục lên Tara về việc tìm súng khiến Tara cực kỳ bối rối. vào một buổi sáng thì Mission phát hiện ra một con hiêu nhưng mà Rick lại lỡ đuổi nó đi mất. Nhưng mà hai người tình cờ phát hiện ra một khu hội trợ mà trong đấy thì có zombie quân đội. Zombie quân đội đi vũ khí chứ còn gì nữa. Cả hai còn ngã xuống một căn phòng chứa đầy đồ hộp. Úi trời đúng rồi, rồi xa bể kết. Đã thế Tara ở nhà càng lúc càng nghiêng về quyết định nói ra Ocean Sai. Cơ mà quay lại với Rick thì cả hai định xử lý từng đám một nhưng mà một con zombie vô tình nổ súng vì bị kẹt cò khiến toàn bộ zombie tụ tập về đấy Rick và Michonne quyết định dùng hàng rào của mấy trò chơi để tỉa dần nhưng mà hàng rào quá yếu nên là cả hai thành phải hit and run rồi tách đám zombie ra đến khi chỉ còn vài con zombie bám theo thì Rick phát hiện ra một con hươu cố bắn nó để bù cho con hươu hôm trước và bị ngã xuống giữa bảy zombie đến khi Michonne chạy sang thì đã thấy cả lũ zombie tụm lại ăn thịt cái gì đấy sững sờ buông cả kiếm nhưng mà Rick lại làm ảo thuật xuất hiện ở cái thùng bên cạnh Thế là cả hai vẫn sống, mang được cả đồ về cơ mà. Jadis thì không thỏa mãn đến gần lấy vũ khí và Rick lại thỏa thuận lấy lại một phần để tiếp tục tìm kiếm. Trước sự khó khăn của cả nhóm thì Chara quyết định nói ra Ocean Side. Lúc này thì Rosita tìm đến Sasha với món quà là một khẩu súng ngắm cùng lời đề nghị đi săn Negan. Lúc này ở Kingdom, Carol đến tìm Morgan để hỏi thực hư tình hình nhưng Morgan vẫn giấu. Nhưng mà mọi chuyện sắp thay đổi tại vì Rick Jack có một kế hoạch. Vào lần cống nạp tiếp theo thì xe của bọn họ bị một hàng xe đẩy chặn lại. Mọi người đi thử theo hướng đúng xe này chỉ và phát hiện ra một hố đất có đề chữ là chôn tôi ở đây mọi người tưởng đấy là trò đùa nên tiếp tục đi cơ mà vì thế họ sẽ hẹn với bọn Xavier. bọn này đột nhiên muốn tịch thu súng của họ bởi vì số lượng dưa mang đến thiếu mất một quả ezico ngỡ ngàng để vì chính tay anh đã kiểm tra lại thế là tên Xavier bắt đầu làm căng một tên trong mày bắt đầu chĩa súng vào richard nhưng mà lại bắn vào đùi của benjamin lũ Xavier đòi kinh giao nốt hàng trong ngày mai rồi chuồn luôn trước khi Kingdom nổi loạn benjamin được đưa về nơi gần nhất là nhà carol nhưng mà không qua khỏi morgan thì thương thằng bé như con rồi chết đi thì morgan lại bật cái mốt lên điên như ngày xưa cho đến khi anh thấy quả dưa được giấu ven đường thì Morgan nhận ra tất cả là âm mưu của Richard và xông đến chất vấn. Richard cũng thừa nhận mọi thứ nhưng mà kế hoạch là anh hy sinh chứ không phải là Benjamin. Dù rất tiếc thương thằng bé nhưng mà chuyện lỡ rồi. Richard sẽ lãnh đạo mọi người chiến đấu và hứa là sẽ thú nhận với mọi người và gánh chịu hậu quả. Đến sáng hôm sau thì kinh đùm giao nốt số hàng còn thiếu. Morgan hỏi Richard đã thú nhận chưa khiến Ezekiel để ý nhưng mà lũ say đến nên là giải hết qua một bên. Khi Richard mang hàng ra trao đổi thì Morgan đột nhiên xông đến giết chết trong sự ngỡ ngàng của hai phe. Xong việc thì anh mới nói ra sự thật cho mọi người và thế là Ezekiel tha lỗi cho Morgan. Morgan sau đó đi chôn Richard như mà anh này mong muốn. Sau đó đến gặp Carol, nói hết tình hình của Alexandria và từ bỏ con đường hòa bình cố níu giữ suốt thời gian vừa qua. Giờ thì chỉ muốn trả thù thôi. Carol cũng từ bỏ cuộc sống an bình trở về với Carol ngày xưa. Đứa nào làm hại đến kẻ cô yêu quý là hạ hết. Vội Ezekiel thì cũng sẵn sàng cho cuộc chiến. Lúc này người dân Hilltop cũng đang gấp rút luyện tập. Sasha thì nhờ Jesus vẽ lại bản đồ hang ổ của Sevier. Tất cả những điều này làm cho Gregory khó chịu vì ông mày đã mất quyền kiểm soát Hilltop. Rồi một ngày Rosita xuất hiện, chính là cái cảnh mà rủ nhau đi ám sát Negan đã nói lúc trước. Jesus và Init cố gắng cản Sasha lại nhưng mà không được. Đúng lúc này thì bọn Xavier đến. Sasha và Rosita lập tức chuẩn đi bằng đường hầm. Maggie và Daryl để trốn dưới kho đồ. Sasha và Rosita để cùng nhau tìm cách đến hang ổ của bọn Xavier. Trong khi Rick mài mồm mài răng chờ đợi ngày khởi nghĩa thì hai chị gái này vẫn nhất quyết là muốn tự làm tự chịu. Nhất là Rosita trước đã là một người chết rồi giờ một người bị bắt vẫn không chừa. Vừa mình. Quay về với Hilltop thì lần này lũ Xavier đến chủ yếu là để lấy ông bác sĩ và đền bù bằng một thùng aspirin. Gregory còn xin địa chỉ của lũ xe để đề phòng bị lật đổ thì còn chỗ mà đến. Rosita và Sasha thì cuối cùng cũng có vị trí bắn tỉa ở ngoài căn cứ lũ Xavier. Giờ thì chỉ có ngồi chờ thôi và ngồi nói chuyện về người yêu chung Abraham. <laughs> Nghe ngượng phết. Cuối cùng thì Negan cũng xuất hiện nhưng mà họ không có góc bắn nên là cả hai quyết định công thành. Họ tranh thủ muốn cứu Eugene nhưng mà tên này không muốn thế và bỏ đi. Sasha cũng lừa Rosita ở bên ngoài để một mình đi tìm Negan mà không liên lụy đến ai. Rosita thì trong lúc chạy trốn ra ngoài bắt gặp Dwight à, gặp nhau làm gì thì sau sẽ biết ngày hôm sau Rick chuẩn bị đến xâm lăng Ocean Side nhóm của Rick chuẩn bị rất kỹ để không tổn thương ai cả Sasha thì bị bắt lại và có một tên muốn dở trò với cô thì bị Negan hạ luôn Negan cho Sasha con dao và hai lựa chọn một là tự sát hai là ngăn tên biến thái kia biến thành zombie và sống sót do nhập Savior UG thì cũng tử tế mang đến đèn và chăn gối quay lại với Ocean Side Tara lén gặp trước Natania và Cindy để thương lượng hòa bình nhưng mà Natania bảo không nhưng mà dù gì thì nhóm của Rick vẫn đánh thôi nhưng mà Rick chỉ lùa hết gà vào chuồng chứ không làm hại ai cả. Natalia thì khống chế được Chara và muốn dùng cô để trao đổi con tin. Cindy lúc này nói là mục đích của nhóm Rick là chống lại Sevilla và bất ngờ luôn là người dân Ocean Sa lại ủng hộ chứ. Chỉ có mỗi Natalia là còn cố chấp. Thế là Cindy đấm ngất luôn bà mình. Đúng lúc đấy thì sắc sống ngay thì tiếng súng chạy đến. Thế là người dân hai nơi đứng lên chiến đấu cùng nhau. Sau đấy thì bắt tay hữu nghị luôn và Rick thì bách hết súng cho người ta đi. Ở bên kia thì Sasha đã lựa chọn sống sót và được Negan tuyển vào đội trinh phạt Alexandria ngày mai. Còn ở Hilltop thì Gregory quyết định đi mách lẻo cho phía Sevilla với bọn Max. Ghi. quay lại với Sasha cô nhờ Eugene tìm gì đó để tự sát đêm đến thì nhóm của Rick quay về với sự thắng lợi thì Rosita đem họ đến gặp Dwight cùng với một lời đề nghị giúp đỡ nhưng mà ấn tượng của tên này quá xấu trong mắt mọi người nhưng mà Daryl thì biết bản tính rồi nên lại, lại bênh cơ thế là mọi người lại tin tưởng Dwight cung cấp thông tin là Negan sẽ đến trong ngày mai và Dwight sẽ cố làm chậm hắn lại chỉ cần hạ được Negan thì Dwight sẽ dẫn mọi người tấn công thẳng hang ổ sau đó diệt hết các tiền đồn là xong ngày hôm sau thì đội nhật giác đạp xe đến Alexandria chuẩn bị cho cuộc chiến Rosita chuẩn bị một xe chứa đầy bom cùng một hệ thống kích nổ từ xa. Mission thì đảm nhiệm vị trí bắn tỉa cùng một tên bên nhóm nhặt giác. Đám Negan thì đang bị gây đổ chặn đường. Đây là cái kế hoạch kéo dài thời gian của Dwight. Lúc này thì Eugene yêu cầu được đứng ra nói chuyện, cố gắng khuyên nhủ mọi người đầu hàng. Cái này làm Rick bất ngờ phết nhưng mà vẫn ra lệnh nổ. Nhưng bom không nổ bởi vì bọn nhặt rác đã về, về phía phe Savior. Nigan đắc chí lôi ra một cái quan tài hư bên trong chính là Sasha. Nigan cho rằng việc cô phản bội theo phe hắn là sẽ đánh gục nhóm Rick nhưng mà Sasha đã tự sát bằng viên thuốc độc của Eugene và con zombie Sasha lao ra từ phía quan tài tấn công Megan. Họ lập tức bắt lấy cơ hội phản kháng. Rick thì bị Jadis khống chế cứng và bắn vào viên vào hông. Mison thì đang có trận đấu sinh tử ở trên mái nhà. Cuộc phản loạn lập tức bị Xavier đàn áp. Negan lại một lần nữa chiến thắng. Thôi xong, lần này Rick thua đậm luôn. Nhưng mà Shiva từ đâu bay đến, người của Kingdom chan đến. Maggie cũng dẫn Hugh bọc đổ phía còn lại. Cô tấn công bất ngờ khiến đám Xavier buộc phải rút lui. Quân liên minh cố gắng đuổi theo nhưng mà không kịp. Mison cũng đã chiến thắng trong trận đấu của cô. Trận này thì Rick đã thắng nhưng mà Negan vẫn đang tập hợp quân lại để trả thù. Còn phía liên minh thì đang cử người đi tìm Sasha. Sau đó ba liên minh cộng đồng chính thức được thành lập nhưng mà chiến tranh thì vẫn chưa kết thúc và nó sẽ tiếp tục vào thứ sáu tuần sau Tốt là vui vẻ đừng quên đăng ký hệ thống kênh của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại